Vâng, xin chào bác đến với kênh Kia Xe Đạp. Và lô xe mới về bên em thì hôm nay về một siêu phẩm của dòng Mountain Bike. Đây là một dòng xe Sava được rất nhiều các bác quan tâm và theo dõi. Và đây là một mẫu thứ hai về bên em, dòng Sava Bike Pro 6.0. Đây là một trong những cái dòng Sava thương hiệu Đức mà được rất nhiều các bác quan tâm, model cao cấp nhất tại thời điểm hiện tại. Và bây giờ xin vào đánh giá tổng thể chi tiết trước xe. Vâng, thì như các bác đã biết thì những dòng Sava là một thương hiệu đến từ Đức. Đây là một mẫu xe dòng mountain bike, dòng đua rất là cao cấp, một thương hiệu rất là nổi tiếng, được rất nhiều các bác quan tâm và theo dõi yêu thích. Thì hôm nay em về được một chiếc dòng Sava Carbon Deck Pro 6.0 với chất liệu khung carbon 8K. Đây các bác nhìn đây, khung carbon 8K đó nhé. Thì trong những cái dòng series review cái bài trước thì em đã nói qua những dòng của dòng xe carbon có những chất liệu gì, carbon có mấy loại chất liệu, có chất liệu cứng. Đây là carbon 8K đó nhá. Và đây là một mẫu Sava đầu tiên về bên em với cái tông màu ghi bạc, đen và màu cam vàng, rất là nổi bật trên khung xe. Và trước đây thì em đã có về là một chiếc màu đen trắng, nhưng mà cái mẫu đấy thì so với cái mẫu lần này em về thì cái độ mới của nó không thể bằng. Lần này bọn em về chiếc Sava cái độ mới là trên 95%, xe còn rất là mới các bác nhá, gần như là mới nguyên. Bên trên cái khung xe dòng Sava Carbon này được phủ một lớp lalo đấy, một lớp lalo là chống xước nhẹ nhá, chống chảy xước nhẹ, rất là bóng. Đây các bác phải nhìn rõ cái lớp màu lalo của nó phủ bên ngoài rất sáng và bóng. Này đây là chất liệu của nó làm từ hợp kim carbon 8K. Và đây cũng là một mẫu Sava dòng Deck Pro 6.0. Hiện tại đây là một mẫu cao cấp nhất của dòng Mountain Bike của Sava, mẫu đặc biệt cao cấp nhất của dòng Sava Mountain Bike tại điểm hiện tại, thương hiệu đến từ Đức đó nhé, rất là cao cấp. Đây là một mẫu siêu phẩm Mountain Bike mà bên em mới về đây. Cái nước sơn của nó rất là sáng và bóng các bác nhá. Đây là bụi xe này, xe mới về lên mà em chưa thời gian lau chùi qua. Đây là mẫu dòng Sava Carbon mà được rất nhiều các bác ưa thích và quan tâm. Thì đằng trước cái ở giữa khung xe thì có đề cái thông số của cái khung xe dòng Sava đây. Đây là một mẫu xe cao cấp nhất của dòng Mountain Bike, dòng Sava Deck Pro 6.0. Và như em đã nói ở cái video trước thì cái thân khung xe dòng Sava Carbon Pro 6.0 này, bên dưới khung xe làm chất liệu carbon là nguyên cả khung xe, nhưng mà bên dưới khung đây là một thanh đỡ bên dưới rất là cao cấp, rất là dày nhá. Khung dẹp nhưng mà bên trên là hơi vút lên một chút, rất là khác biệt so với những cái dòng carbon địa hình Mountain Bike khác, làm cho bộ khung của xe rất là chắc chắn. Đây là một mẫu địa hình carbon địa hình đổ đèo đồi núi. Và xe cao cấp vẫn được trang bị với bộ lớp rơm sườn đằng sau khung xe. Đây là tổng thể quát em nhìn khung xe của bác đây, bác đánh giá rất là đẹp. Và cái màu xe này cũng là cái màu đẹp nhất của dòng Sava Carbon Deck Pro 6.0. Cổ phốt ghi đông của chính hãng Sava và cái nguyên bản chính hãng sau xe. Đây là một mẫu xe rất nhiều các bác quan tâm và đánh giá rất là cao trong thời gian vừa qua. Tay lắm hiệu Palampe, tay lắm thạch sùng. Đấy. Thì các bác biết là dòng Palampe này chuyên sản xuất những tay lắm phụ kiện, linh phụ kiện rất là cao cấp của dòng các dòng xe Mountain Bike hoặc là dòng Road, rất là cao cấp, rất là đắt các bác nhé. Palampe, tay lắm Palampe, thương hiệu của hai chú thạch sùng. Đây là mẫu cao su đúc trong suốt bên trong, cầm rất là êm, cảm giác rất là massage tay.
Thay đổi trang bị với cấu hình bên tay trái em là Shimano DR, trang bị với 10 tầng lip rất là cao cấp và gần như là chùm cuối của cái dòng xe mountain bike trên Shimano Altus, Thule, Aceda và Alivio. Với cặp phanh dầu thủy lực Shimano chính hãng của bản xe, ghi đông chính hãng của Sava, rất còn mới, nhưng rất là mới, từng cái chi tiết nhỏ nhất của xe đây nó sáng và bóng và mới đây, phụ của xe. Bên tay phải em được trang bị với 3 tầng đĩa chính hãng của Shimano DR và cũng phanh sóng được sử dụng với bộ phanh dầu thủy lực của chính hãng Shimano. Tay lắm mà 15 ampere, tay lắm thạch sùng, chất liệu cao su silicon đúc và cao cấp. Và lần này xe được trang bị với cặp giảm sóc hơi. Đây, giảm sóc hơi các nhá. Đây là cặp giảm sóc hơi của chính hãng Sava. Đây là chỗ xả e các nhá. Một mẫu dòng địa hình mountain bike, địa hình đổ đèo cao cấp của dòng cao cấp nhất của dòng Sava Carbon, dòng Tech Pro 6.0. Đây chỗ xả e đây. Chính hãng cũng nguyên bản giảm sóc hơi của Sava luôn. Xe được trang bị với cặp Meyer bạc đạn chính hãng của Sava, cối lổ bạc đạn cối lổ chính hãng của bản xe của Sava. Dòng vành cũng là vành được trang bị dòng vành lốp mountain bike, vành nhôm đúc rất là cao cấp của dòng đổ đèo địa hình đồi núi, giúp cho xe chịu lực cứng hơn so với những dòng xe thông thường khác. Lốp Maxim, lốp còn rất là mới hết nhá. Kích thước lốp là 26 x 2,1. Lốp xe rất là mới đây. Các bác nhìn cái gai lốp của nó đánh giá là rất là mới, gần như là tuyệt đối. Mới nguyên theo xe. Đây em đánh giá là một mẫu siêu phẩm mới về bên em, dòng cao cấp nhất của dòng Sava địa hình, dòng carbon Sava Tech Pro 6.0, sử dụng với bộ khung carbon 8K cộng yên chính hãng của Sava nguyên bản theo xe, yên xe chính hãng nguyên bản theo xe, yên của Sava, yên yên sần, một lớp lỉ sần trên khung xe, trên yên xe, và cảm giác cho xe rất là cứng và khỏe. Những đường thon gọn trên yên xe đây, đằng sau yên xe được một lớp nhựa cứng, cũng tông màu cam rất nổi bật. Bây giờ chỗ đóng mở sóc này các nhìn rõ, đóng mở sóc của sóc hơi rất là nhẹ nhàng đó nhá. Đấy, rất là dễ dàng điều chỉnh. Đùi đĩa của mountain bike, đùi đĩa bạc đạn. Đấy. Đùi đĩa xa trục rỗng. Chính hãng Xten. Gạt đĩa của Shimano DR. Đùi đĩa cao cấp không nhá. Đùi đĩa trục rỗng. Đùi đĩa nhôm. Và xe còn mới nhưng mà vẫn còn nguyên cái chắn đỏ của cỏ xích đây. Còn tem của nó có nguyên xe, thông xe đây. Và đằng sau xe được sử dụng với bộ củ đèn rất là cao cấp, đồ Shimano DR XT. Trên cả Shimano DR rất là cao cấp các bác nhá. Những dòng xe thương hiệu rất là nổi tiếng và đắt giá có bộ củ đèn DR XT. Và chiều cao đứng của khung xe size là size 45. À, size 46, 46. Thì là các bác dùng mất 6 đến trên 1m7.
Sa sử dụng với 10 tầng líp. Đây. Líp còn rất là mới luôn. Líp xích còn rất là mới. Đằng sau xe được sử dụng với cặp Mayer chính hãng, Mayer bạc đạn cuối lổ của Sapa. Lốp Maxin. Nguyên cặp chính hãng với bản sao xe. Lốp sau còn rất là mới. Và bây giờ xin đánh giá chi tiết hoạt động của xe. Xe được sử dụng với 10 tầng líp chính hãng, còn rất là mới không nhá. Mayer cối lổ chính hãng của Sapa lên líp đây. Chuyển động rất bon và mượt mà quá nhá. Xuống líp. Rất mượt và sơn su. Cái bên phải em là đủ những cục lốp. 3 tầng đĩa, 4 đĩa. Đây là một mẫu Mountain Bike em đánh giá rất là cao và cao cấp nhất của hiện nay của dòng Sapa. Dòng Sapa Pro Dexpro.60 với sử dụng với hợp kim carbon 8K. Giảm sóc hơi cao cấp. Mayer bạc đạn cối lổ chính hãng của Sapa, củ đề Shimano DODXT, bồi đĩa thục rỗng, bồi đĩa nhôm thục rỗng 3 tầng chính hãng của dòng Mountain Bike. Tay lắm hiệu của Lampe được người chủ cũ trang bị thêm tay lắm cao cấp của dòng silicon của Lampe. Và xe rất là mới nhá, em đánh giá tổng thể xe mới tầm 95%. Và xe có giá rất tốt bên em là 10,5 triệu, bao ship toàn quốc, bảo hành 1 năm. Có là quan tâm thì liên hệ em qua Zalo 0975709943 hoặc lên YouTube tìm cái xe đạp, nhấn đăng ký vào kênh và hẹn các bác vào chương ngày mai. Vâng, và bên em có mua bán thêm đồng hồ Thụy Sĩ, Nga, Nhật cổ. Đấy, các bạn thấy rõ rất nhiều đồng hồ Nga, Thụy Sĩ, Nhật cổ lên. Các bác nào quan tâm thì có thể liên hệ hoặc là lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ. Đây, Kiên Đồ Cũ, lên YouTube tìm Kiên Đồ Cũ, nhấn đăng ký theo dõi kênh và để được các bạn bên đồng hồ tư vấn thêm.